11 lợi ích tuyệt vời của cây mía đường đối với sức khỏe Mía có vô số tác dụng đối với sức khỏe con người như điều trị sỏi thận, chữa bệnh vàng da, chống nhiễm trùng và phòng ngừa ung thư Cây mía thuộc chi Saccharum họ Anthropocone Có nhiều ở vùng ôn đới ấm áp hoặc các vùng nhiệt đới Nam Á và được sử dụng để sản xuất đường Thành phần chính của mía là sucrose tích tụ trong các đoạn thân cây, sắc rốt. Khi được chiết xuất và tinh chế trong các nhà máy chuyên dụng, được sử dụng là nguyên liệu thô trong công nghiệp thực phẩm hoặc được lên men để sản xuất ethanol. 1. Chữa bệnh vàng da Nước mía là một phương thuốc tự nhiên để chữa bệnh vàng da do sự có mặt của bilirubin trong máu. Bệnh này xảy ra do chức năng gan giảm. Tuy nhiên nước ép mía có thể khôi phục lại sức mạnh của chức năng gan Hãy uống nước ép mía mỗi ngày để chữa bệnh vàng da 2. Chữa nhiễm trùng Một số bệnh nhiễm trùng như nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục Viêm dạ dày có thể được chữa khỏi với một ly nước ép mía mỗi ngày 3. Điều trị sỏi thận Sỏi thận xảy ra do mất nước trong cơ thể, vì vậy, để hydrat hóa cơ thể, bạn hãy cố gắng tiêu thụ nước ép mía một cách thường xuyên. Trong nước mía cũng có một số thành phần tự nhiên có thể phá vỡ sỏi thận. 4. Tốt cho bệnh tiểu đường. Người tiểu đường có thể ăn mía hoặc uống nước ép mía do trong loại cây này có chứa chất làm ngọt tự nhiên nên không gây nguy hiểm hoặc làm trầm trọng tình trạng bệnh. 5. Giàu dinh dưỡng nước mía giàu vitamin và khoáng chất như phốt pho, sắt, kali, canxi và magie. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy nước ép mía có thể giúp phục hồi sự thiếu hụt vitamin trong cơ thể do sốt cao. 6. Chữa cúm và cảm lạnh. Nước ép mía làm dịu cổ họng của bạn, giúp chữa đau họng, khản giọng, mất tiếng, viêm khí quản. Nước ép mía làm dịu cổ họng của bạn, giúp chữa đau họng khản giọng mất tiếng viêm khí phế quản ho đau rát họng cảm lạnh và cúm 7. phòng ngừa ung thư bên cạnh đó mía còn mang những lợi ích sức khỏe cho vẻ đẹp và những người mắc bệnh ung thư dưới đây là một số lợi ích về sức khỏe của cây mía đường nhờ hàm lượng kiềm có trong mía uống nước ép mía để ngăn ngừa ung thư đặc biệt là ung thư ruột kết ung thư phổi và ung thư vú 8 bù điện giải cho cơ thể Mất nước vẫn là một bệnh đặc biệt hay gặp khi vào hè Vì vậy để ngăn ngừa điều này, bạn có thể thường xuyên uống nước ép mía để hạ nhiệt cơ thể Nhờ có các carbon hydrate, nhiều axit amin, đặc biệt là nhiều axit amin cần thiết Mía đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể Ngoài ra trong nước mía còn chứa vitamin B1, B2, B6, C, các muối vô cơ như canxi, phốt pho, sắt. Theo y học cổ truyền, mía có vị ngọt tính mát nên có tác dụng thanh nhiệt sinh tân, giáng khí lợi niệu. Mía rất tốt cho các trường hợp thử nhiệt tổn thương tân dịch, tiểu ít tiểu rắt, nhiễm độc thai nghén nôn ói phù nề, mất nước khát nước, táo bón. Những bài thuốc dân gian từ mía dưới đây rất hiệu quả và tốt cho cơ thể bạn. 9 sốt khô họng, tiểu rát, mía tươi dóc vỏ, đặn khúc ăn tùy ý hoặc nước ép mía để mát uống. Dùng cho các trường hợp sốt khô họng, tiểu rát, trị trào ngược dạ dày, thực quản khi bị nôn ói ra thức ăn, dịch vị hoặc nóng rát thực quản do trào ngược dạ dày. Lấy 30 đến 50 ml nước mía, thêm nước gừng tươi theo tỷ lệ 7 trên 1, uống nhấp từng ít một. Viêm họng cấp và mãn tính củ cải trắng và mía rửa sạch, ép lấy nước, trộn theo tỷ lệ nước mía 10ml, nước củ cải 20ml pha thêm nước lọc lượng vừa để uống, ngày 3 lần, dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày. Bạn cũng có thể nấu mía, củ năng, dễ chanh, mỗi thứ một ít, thành nước uống thay trà, dùng nhiều lần trong ngày. 10. Chống sâu răng Do có chứa hàm lượng khoáng chất cao, nước mía có công dụng phòng chống do có chứa hàm lượng khoáng chất cao, nước mía có công dụng phòng chống sâu răng và hạn chế tình trạng hôi miệng. Vì thế, sau khi ăn xong, bạn hãy tráng miệng bằng một khúc mía để vừa thơm miệng lại tránh được sâu răng. 11. Nôn do thai nghén. Nước mía một ly, nước gừng tươi một ít, trộn lẫn để uống ngày một lần. Với rất nhiều công dụng kể trên, mía là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, Tuy nhiên, mía tính lạnh và hàm lượng đường rất cao, nên những người tỳ vị hư yếu, hay đầy bụng, đi lòng không nên uống nước mía thường xuyên.